là cái công viên Vinh gần bên cái sông, bên kia là phố Hamilton. Đây là thành phố Hamilton, Alberta, Canada. Quý vị có thể đi đi một cái xuống cái đường này đó. Nhiệt độ hôm nay là khoảng chừng 1 độ C. Cái công viên này là bên cái bờ sông. Họ xây dựng để tưởng niệm bà Louise McKinney. Bà là một nhà đấu chính trị gia nổi tiếng của người Canada. Bà là một phụ nữ đầu tiên đứng trong một ghế trong hội đồng lập pháp của tỉnh Alberta. Công viên này khai trương vào năm 2008. Quý vị nào mà đậu xe ở đây á, thì phải trả tiền. Còn quý vị mà đậu xe từng cái bạn hiểu á, cái vô thì ở đó là như là đậu được 2 tiếng miễn phí. Quý vị nào chưa đăng ký xin mời đăng ký dùm subscribe nha ha. Cảm ơn nhiều nhé. Đằng kia là cái sân khấu Shonka, sân khấu đó đó người Ukraine họ đã xây dựng được để họ biểu diễn âm nhạc và cái mục. Đó, đó là cái sân khấu sân. Đó, đó là cái sân khấu sân cả. Bên phía tay phải là cái ở đó là có con sông. Nhưng mà quý vị nào rảnh là quý vị xuống đó có cái đường để đi bộ là mát để nhìn sông rất là đẹp. Mặt đó, quý vị đó là một cái cổng đó là xây được bởi cái cộng đồng người Hoa ở Canada. Ở cái cổng đó là có hai con sư tử canh giữ cái vườn đó. Bên trái là cổng, bên phải là cái cổng đực. Nếu quý vị nhìn rõ bên trái là cái con cái đây, đó là con cái.
thì mình nghĩ là để biểu tượng cho cái công viên này, và người nào xây ai xây, xây năm nào. Đó có 12 cái tường bằng đá ở trên mỗi cái trụ màu đỏ ở đó, 12 cái tường công giáo của cổ hóa, chúng cũng là 12 cái tường công giáo từ Việt mình đó, thì bạn có một cái thích. Còn ở đó là cái cầu mà mình có thể đi bộ qua được, bắn vào cái cầu đó. Hôm nay hơi trống trơn, đi một số sẽ bộ luôn. Đó, mấy cái từ đó đỏ đó, mấy cục đó đỏ đó, mấy cái công nhận đó, công người này. Bởi vì là có cái cầu nè, có cái cầu đó, cái cầu đó nó xây là mọi cái chiếu vào tháng 4 năm lồng tháng ngày 1 và ngày 4 tháng 11 năm nay đó, 2013 là mới xong, là cách đây khoảng chừng không tháng. Đó là có cái tuyến đường LRT, cái tuyến đường chạy sẽ từ thành phố xuống New Woods, xuống bên phía nam của Edmonton. Là có mấy cái chung cư như người ta ở đó, cạnh đó nhìn xuống rất là đẹp, nhìn thấy các cái con chụp xe cao điện nữa, có thể mới xuống đó, đó sẽ quay qua và chạy về đó, biển chạy qua bên miền Nam, có cái chuyến kia đó đã chạy vô chạy vô thành phố. Mấy năm rồi mà lâu rồi mà không có xuống đây, cái cầu này mới xây xong, mới đi xuống và tham quan lần cho biết. Đó bên kia là con sông đó. Một khu mà quý vị xuống đây mà nhìn cái cảnh này thì rất là đẹp, lá vàng đẹp lắm. Mặt của vì đó là thành phố Hà Nội bên nào bên phải là thành phố Hà Nội tỉnh, còn qua bên trái là bên kia là hướng nam của Hà Nội tỉnh rồi. Đây là một cái bãi cỏ rất rộng, quý vị có thể xuống đây ngon ngồi để ngắm cảnh rất là đẹp.
đang xuống có mầm đẹp quá quý vị. Quý vị mà xuống đây chụp ảnh cũng được. Đó, trước mặt quý vị đó là thành phố ở Mân Tĩnh. Quay vòng lại cho quý vị xem mà. Đi mà cái cầu đó nó có đèn rất đẹp. Quý vị nào mà xuống đây đừng có phục biệt sóng á, trong khi sóng nó rất là nguy hiểm, tại vì nó đóng bóng mà chứ có đóng bóng nhiều lắm mà quý vị xuống đó quý vị có thể gặp xuống sóng rất là nguy hiểm, đừng có ai xuống gì đó. Khoảng 15 phút đó, có cái tàu điện nó chạy qua thì về mai một mà rảnh á xuống đó tôi quay cho quý vị xem mà. Vì mà đi tham tới đầu kia đó, đi tham tới như vậy nó có con đường đi bộ rất là dài, đi qua cả cái cầu kia luôn, quý vị có thể là đi tới đó rồi đi bộ tham quan cho biết. Thì bữa nào là nó sẽ xuống quay cho quý vị xem mà. Xin chào quý vị nha.